Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh. Thì hôm nay Quỳnh mới mua được một cái lẩu tự soi, mà lẩu này là lẩu cay mọi người. Thì cái lẩu này thì Quỳnh nghe nói là bây giờ đang rất là hot bên Việt Nam mọi người. Thì cái lẩu này của Trung Quốc, bây giờ thì Quỳnh sẽ mở ra mình coi ở trong như thế nào nha. Có cái túi gì nè mọi người, Quỳnh không biết túi gì nữa. Trong đây là phía trong nha mọi người, phía trong thể quá trời gói luôn nè, phía trong thì quá trời gói luôn, và đây nữa, và phía dưới nè mọi người, và đây là phía dưới nữa, ở này phía trên nha mọi người, này phía trên, này phía dưới nè, ở này phía dưới, còn lâu mình nhìn mình không biết cái túi này là túi nào, chắc cái túi này là để mình để ở dưới mọi người, ở này. Mình sẽ kể cho cái túi này vào bên đây trước. Mình sẽ để bên đây trước. Đây là lần đầu tiên mình ăn cái loại này luôn đó mọi người, cho nên mình cũng chưa biết nó như thế nào nữa. Cho nên thấy có miếng mọi người, có miếng nè. Để cho hết có miếng. Rau củ mọi người, thấy có rau củ nè. Đổ hết túi rau củ vô luôn. Có gì vậy mọi người, không biết cái này có gì đây. Cái gói này là muỗng đũa mọi người, cái gói này là muỗng đũa với khăn giấy, cái gói này muỗng đũa với khăn giấy mọi người. Vậy là mình đỡ phải công tốn muỗng đũa rồi. Là bây giờ thì mình sẽ bỏ cái nước sốt gia vị này vào ha, ăn hết cái gói này không mọi người. Mình nghe nói là cái phần này là ăn mấy người lận á, sợ đó rớt, ăn mấy người lận á, không biết một mình mình ăn hết hay không. Mà cái cục này công nhận cũng cứng thiệt mọi người. Túi này là hành, túi này là hành hay là cái gì mọi người, hành ớt, hành với ớt, túi này là hành với ớt nè, mình bỏ vô luôn. Và chỉ còn lại một túi cuối cùng thôi mọi người, nó giống như muối mọi người, thì mình sẽ bỏ túi này vào luôn, mình sẽ bỏ túi này vào luôn nha. Giờ mình trở, mình cho cái gói gia vị á, nó nằm xuống dưới phía dưới á, để một chút nữa mình nấu á, cho cái túi gia vị nó nhanh tan gia vị ra hơn á mọi người. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho nước vào, mình sẽ cho nước vào. Giờ thì mình sẽ cho nước vào bên trong cái hộp này, chắc nhiêu đó đủ, cả đã đủ rồi đó. Giờ mình để này vô, không biết đúng chưa ta. Rồi mình sẽ đẩy cái này lại nha, đây là coi tình hình nó như thế nào, tại vì mình cũng mới ăn lần đầu nó chưa biết nó như thế nào. Ồ, mình thấy ở trong nó có tiếng mọi người ơi, nó có tiếng động mọi người. Ồ, nó bốc khói nè mọi người ơi. Không biết mọi người thấy không ta? Sau khi Quỳnh đẩy nắp hộp lại và Quỳnh để nãy giờ được 15 phút á, bây giờ mình sẽ mở ra xem thử bên trong nha mọi người. Thì ở đây thì Quỳnh thấy nó có ghi là để 15 phút nè. Nó có để cho nắp hộp á. Mọi người thấy khói vẻ bốc lên không? Không biết mọi người thấy không ta? Bây giờ mình phải mở ra mình coi thử bên trong nha. Wow. Wow, nhìn cũng hấp dẫn lắm mọi người ơi. Đây, thì mình sẽ xới lên cho mọi người xem thử ha. Chỗ nó đỏ ngầu luôn mọi người. Cái này giống như miếng rồi mọi người. Wow, hấp dẫn quá. Ở trong đây thì mình thấy có thịt bò nữa mọi người. Ớt nữa. Cái này là không biết là gì nữa mọi người. Chút nữa ăn thử rồi. Đây là nấm nha mọi người. Nấm này nấm hương nè. Chà, nhìn cũng hấp dẫn nha. Cái này là giống như đậu hũ quá ha. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử rồi coi cái vị của nó như thế nào nha. Thì cái nồi lẩu này Quỳnh cũng đã nấu xong rồi mọi người. Bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh để coi cái vị của nó như thế nào nha. Quỳnh thấy cái mùi của nó thì rất là nồng luôn mọi người ơi. Thì ở trong đây là nó là miếng đó mọi người. Bây giờ thì Quỳnh sẽ ăn thử và hôm nay thì Quỳnh sẽ ăn chung với lại một ít kim chi. Bây giờ thì Quỳnh sẽ ăn thử nha. Mời tất cả mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Đây bây giờ Quỳnh sẽ cho mọi người coi miếng bên trong nha. Cái mùi rất là nồng mọi người ơi.
Lúc mà Quỳnh mới mở vô, Quỳnh cứ nghĩ là cái mùi này nó giống như cái mùi cà ri ở Nhật mọi người. Và cái độ cay của nó thì Quỳnh thấy cay dữ lắm mọi người. Xin mời tất cả mọi người nha, Quỳnh không biết Quỳnh ăn hết cái tô này không nữa. Trời ơi, nó cay mà cay nồng lắm luôn mọi người. Hôm nay á, xa mọi người, nó bị sốt mọi người. Quỳnh mới đưa đi bệnh viện xong á, xong rồi về ảnh mệt, ảnh nằm lừ ở trên lầu á, thuốc anh cũng uống mọi người. Mấy bữa nay trời mưa á, cả nhà Quỳnh ai cũng bệnh hết. Bây giờ hôm nay mọi người thấy cái tiếng của Quỳnh á, nó cũng bị khàn và ở trong nó có rất là nhiều đạm luôn. Xa thì thay đổi thời tiết thất thường, mưa hoài rồi nắng đó mọi người, cho nên là ảnh bị bệnh á. Quỳnh để cái kiểu kia á mọi người thì nó cao quá, mọi người không có thấy được bên trong. Bây giờ Quỳnh để cái này thấp xuống là mọi người thấy được bên trong và không thấy được nguyên cái hộp. Nhưng mà bây giờ Quỳnh ăn rồi, chủ yếu là mọi người thấy đồ ăn bên trong thôi, trong hộp thì không quan trọng nữa. Mà cái vị nó cay lắm mọi người ơi. Quỳnh đang bị khang tiếng, không biết ăn này có chữa hết bệnh khang tiếng không ta. Nhiều lúc nói nhiều câu xàm dễ sợ. Ăn cay mà chị bệnh khang tiếng chắc khỏi khỏi tốn tiền mua thuốc mọi người. Trời, cái tiếng mình nó khàn ghê hồn mọi người. Cái độ cay của nó nha mọi người, nó cay lúc mà mình ăn vô thì nó không có cay, mà khi nó vô tới cổ họng á, nó nóng phỏng rát trong cổ họng luôn. Nó cay và nó giữ lại cái độ cay rất là lâu. Cái này gọi là cay ngầm á mọi người. Cái miếng của nó thì nó giống như là cái miếng miếng một đen đen bên Việt Nam mình á mọi người, gọi là miếng dông á. Nó giống giống vậy á, nó dai dai. Trong đây thì Quỳnh thấy có nấm mèo nè, rong biển, hành lá. Cái mà Quỳnh đang đưa lên là nấm mèo, rong biển, hành lá nha mọi người. Cải ngọt mọi người, rong biển, hành lá, cải ngọt. Hôm bữa Quỳnh mới ăn một cái lẩu lẩu mì cay mọi người, là mình nổi thêm cái mụn bên đây nè mọi người. Mới vừa hết xong nổi nữa, hôm nay ăn thêm này nữa, vài bữa nữa. Mặt Quỳnh là cả một rừng hoa. Cái lẩu này á, cái nước của nó mọi người thì nó hơi hơi mặn mặn, Quỳnh không có thấy ngọt, mà nước mỡ thì nhiều quá. Cái nước mỡ á, nó nhiều quá là mình ngán mọi người. Cái màu trắng trắng mình mới vừa ăn vô á, cái là đậu hũ. Còn cái cục này là gì ta? Nó giống như là khoai tây á mọi người. Khoai tây mà khoai tây cắt lát, chứ không phải khoai tây cắt vuông nữa, chắc nó cắt vậy cho mau chín á. Khoai tây cắt lát mọi người. Công nhận ăn bằng mấy cái muỗng này ăn tới sáng chưa xong. Nhưng mà tại vì cái lẩu này lẩu quân đội mọi người, cho nên người ta chế ra ăn cho tiện thôi. Chứ nhà mà ăn cái muỗng cỡ này chừng nào mới xong cái tô lẩu này. Còn cái còn cái đôi đũa thì nó ngắn ngủn nè. Nhưng mà cũng không trách được, người ta phải làm cho nó hợp với cái lẩu này để mà bỏ dừa bên trong mọi người. Chứ mà làm dài như ở nhà mình á thì khó mà bỏ dừa bên trong được á. Nguyên một tô lẩu nha mọi người, được đúng một miếng thịt bò à. Ở Nhật á mọi người thì những cái loại mì gói ở Nhật á thì nó cũng có thịt nha mọi người. Thì nếu mà mọi người thích á thì Quỳnh sẽ review những cái loại mì ở Nhật mà nó có thịt bên trong luôn, cũng đổ nước vô mà nó nở cái miếng thịt ra như thế này. Thịt xá xíu mọi người. Ở Nhật cũng có mì cay nữa.
Nhưng mà cái vị cay của nó khác, vị cay của Hàn Quốc nhiều mừng à. Cái vị cay của Hàn Quốc nó cay nồng á, cay xé họng á, thì người Việt Nam mình thích hơn. Nếu tính ra ở trong quân đội mà được ăn theo kiểu này mọi người thì cũng được gọi là quá ngon. Trời ơi, cái này là lẩu luôn mà dở dãn hả? Quỳnh không biết ở Nhật có không ta, để Quỳnh kiếm thử coi ở trong quân đội của Nhật này nó có những loại này không. Tại vì đợt trước á Quỳnh có đi vô cái chỗ kia Quỳnh coi mấy cái xe tăng rồi máy bay mọi người, cũng có thấy cơm hộp của Nhật làm, nhưng mà không biết là những cái loại như thế này thì có hay không thì Quỳnh chưa biết nha mọi người. Để Quỳnh kiếm, nên nếu mà có thì Quỳnh sẽ quay review cho mọi người xem thử. Cái món này muốn ăn nhanh cũng được mọi người, nóng lắm. Nó không hề mặn mọi người, cho nên ăn với kim chi thì tạm tạm. Thường thường á lẩu phải mặn á, ăn với kim chi nó sẽ hợp hơn. Nhưng mà cái lẩu này á, cái nước này á, cái nước súp này á, mình thấy nó cay nhiều hơn. Cái độ cay á, nó át hết mấy cái vị kia rồi mọi người. Trước khi mà hôm nay Quỳnh ăn cái lẩu này á, Quỳnh cũng có lên mạng Quỳnh coi á, YouTube Quỳnh coi á, thì cũng có một số bạn nói là cái túi mà để trong đây mà để cho nó sôi lên được là vôi. Nhưng mà Quỳnh không biết là có phải là vôi hay không. Thì Quỳnh cũng biết là vôi á, khi mà mình đổ nước vô á thì nó sẽ sôi vụ vụ vậy mọi người, và nó thậm chí nó sẽ phỏng luôn á. Chắc người ta sử dụng nguyên lý để nấu cái lẩu này. Vậy là cái bịch sau cùng mình bỏ vô là bịch muối mọi người. Rồi ở trong đó chỉ có bột ớt. Cái bịch đầu tiên mình bỏ vô là gia vị ớt á, với lại muối thôi. Nó hơi hơi mặn mặn thôi. Công nhận cay thiệt mọi người. Thì cái nồi lẩu này nè thì Quỳnh nhờ gia đình Quỳnh mua bên Việt Nam gửi qua, thì gửi qua đến đây á mọi người, cái tiền phí á, ship á, còn mắc hơn cái nồi lẩu nữa. Quỳnh nghe nói cái nồi lẩu này bên Việt Nam bán có 100 mấy chục ngàn thôi, nhưng mà ngày hôm bữa khi mà Quỳnh gửi hàng qua đây á thì Quỳnh gửi cài quá mọi người, Quỳnh gửi đồ nè, gửi mấy cái hàng này qua nữa, nó tính ký mọi người, cho nên là phí ship hơi cao á. Thì Quỳnh cũng không biết là nói giá như thế nào để cho mọi người biết cái nồi lẩu này, nhưng mà em gái Quỳnh nói là chưa tới 200 ngàn tiền Việt Nam cho cái nồi lẩu như thế này. Còn cái phí ship Quỳnh ship từ bên Việt Nam qua, thôi mọi người đừng tính nha, tại vì mình gửi chung với đồ nhà Quỳnh á. Quỳnh thấy á, những bạn nào mà bận rộn á hay làm công sở thì ăn cái này được. Thì lúc mà Quỳnh gửi qua đó mọi người, thì Quỳnh gửi có cơm tự soi nè, lẩu tự soi không cay và lẩu tự soi có cay. Hôm nay thì Quỳnh ăn cái loại là có cay trước. Quỳnh thấy thì cay thì có nhưng mỡ hơi nhiều. Những bạn nào mà không thích mỡ thì không biết làm sao ta, dớt rồi hả ta. Nhưng mà cái nước mỡ này á thì nó thơm mùi bò nha mọi người, và nó phi chung với ớt cho nên nó lên một cái màu đỏ, nó nổi lên bền mọi người. Còn
còn Quỳnh không biết hai cái loại kia thì Quỳnh ăn thấy như thế nào, để vài bữa nữa Quỳnh sẽ review cho mọi người xem. Nóng dễ sợ mọi người. Cái nước này Quỳnh uống là nước trà ô long nha mọi người. Cay khủng khiếp. Hôm nay thì Quỳnh đạt được 500k sub. Thì Quỳnh cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và luôn ủng hộ cái kênh của hai mẹ con Quỳnh. Đáng lẽ ngày hôm nay thì Quỳnh phải làm cái video để mà ăn mừng với mọi người, nhưng mà hôm nay thì nó lại rơi vào ngày thứ ba, cho nên Quỳnh hẹn mọi người vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật tuần này thì Quỳnh sẽ làm một cái video ăn mừng, cũng như là cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ cái video của hai mẹ con Quỳnh. Thì bữa đó thì chợ cá nhà Quỳnh đó mọi người, nó bán sáng thứ bảy á, thì trời cay quá mọi người. Nó bán sáng thứ bảy á, thì lúc đó Quỳnh sẽ đi chợ cá và mua hải sản về làm để mà ăn mừng. Còn hôm nay chợ cá nhà Quỳnh, nó cay mà nóng hết cổ họng luôn mọi người. Chợ cá nhà Quỳnh nó không có bán, với lại siêu thị nhà Quỳnh á, thì nó bán những loại hải sản nó chết hết trơn mọi người. Về quay video thì nó sẽ không còn gì hấp dẫn cho mọi người xem hết. Thật sự thì cái kênh của Quỳnh mà được như bây giờ á, thì Quỳnh khó không bao giờ nghĩ đến là Quỳnh sẽ được như ngày hôm nay. Mọi người ủng hộ cái kênh của Quỳnh á, Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Cay quá mọi người. Nó cay mà nó cay ngầm mọi người, ăn xong nuốt vô xong nó mới bắt đầu cay, nó mới nóng. Nó có những cái hạt vậy mọi người, nó không phải là hạt tiêu mọi người, nhưng mà cắn vô cái hạt đó nó cay, nó nồng thiệt mọi người. Quỳnh không biết cái hạt đó hạt gì nữa. Mọi người biết cái hạt ở dưới đây là hạt gì mọi người? Nếu mọi người biết thì mọi người để bình luận với cho Quỳnh nha. Thật sự thì Quỳnh làm video không phải cái gì Quỳnh cũng biết hết mọi người. Quỳnh còn phải học lại mọi người rất là nhiều luôn á. Trời ơi, ăn trúng cái hạt đó công nhận nó cay nồng dễ sợ mọi người. Nó ê hết cả cái lưỡi luôn. Nó lên tới cái não luôn. Tét não. Bà Quỳnh bánh đây quá. Trời mà bây giờ nó cay dữ lắm mọi người. Cái hộp này nó cay ghê thiệt. Sau khi ăn xong cái lẩu cay tự soi này đó mọi người, thì Quỳnh rút ra kết luận là nó cay mà nó cay ngầm nha mọi người. Khi mà mình ăn vô nó không cay, mà mình nuốt vô là bây giờ nó cay nóng hừng hực trong cái cổ họng và cái ruột của mình luôn. Những cái hộp mà nhỏ trong đây mọi người, nó đựng chung với bịch ớt á. Trời ơi, nó cay khủng khiếp mọi người. Nó cay mà nó để lại dư âm mọi người. Cái này gọi là dư, để lại dư âm đó. Thì Quỳnh cũng sẽ kết cái video của Quỳnh lại tại đây. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của hai mẹ con Quỳnh. Nếu mọi người thấy thích cái kênh của hai mẹ con Quỳnh đó, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp hai mẹ con Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye, bye.